Hello mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục đi show. Trời ơi, tôi tự làm tóc với make up luôn đó, ghê không? Mình đến địa điểm diễn rồi nè, mình diễn cho sự kiện của công ty Apollo á mọi người. Hôm nay mình diễn chung với hai lão này nè, mà trước khi vô là tụi mình phải test Covid nha. May quá đứa nào cũng được âm tính. Xong là tiến thẳng vô thang máy lên công ty chuẩn bị quẩy thôi nè. Ủa mà đâu có được quẩy liền hay vậy, phải vô test âm thanh các thứ đó. Đây sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay. Trong lúc chờ được hát thì tụi tôi đi dạo và tôi đã thấy chiếc mô tô này. Tôi mê đi mô tô lắm đó mọi người mà chẳng qua chóc chân không có tới. Còn hai lão thì tranh thủ ăn, mình không dám ăn luôn á, tại giảm cân. Được rồi, hai đứa bay ăn đi, lát đánh tao lao biết tay chị. Ăn xong mới phát hiện lão Minh bỏ quên cái sợi dây đeo đàn. Ông phải lấy cái sợi dây của công ty ông buộc vô ông đeo. Được nghe. Đi show bỏ quên dây. Lúc này là sắp lên diễn rồi nè. Mình hồi hộp lo lắng lắm, cứ đi ra đi vô đứng ngồi không yên luôn á. Biết sao không, tụi mình đến lúc 6 giờ nhưng mà 8 giờ kém tụi mình mới được diễn. Mặc dù đợi hơi lâu nhưng mà sếp và mấy anh chị ở đó rất là dễ thương. Tiếc là không có clip cho mọi người coi chứ hôm đó quẩy mà khàn hết cả giọng. Tụi mình còn được sếp cương lì xì thêm nữa nè. Thôi hẹn mọi người vào clip sau nữa nhé. Bye bye!